Chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ nóng hổi. Vâng, thưa các bạn, trong bản tin ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu tiểu sử cầu thủ Quế Ngọc Hải. Quế Ngọc Hải sinh ngày 15 tháng 5 năm 1993, là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Việt Nam, hiện đang thi đấu ở vị trí trung vệ cho câu lạc bộ Viettel và là đội trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Quế Ngọc Hải có bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển tại AFF Cup năm 2014 trong trận hòa 2-2 với đội tuyển Indonesia. Tại SEA Games 28 tổ chức tại Singapore, anh được huấn luyện viên người Nhật Toshimura gọi vào đội tuyển U23 Việt Nam và được đeo băng đội trưởng. Anh có mặt trong đội hình xuất sắc nhất Đông Nam Á năm 2019. Quế Ngọc Hải sinh ra tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, trong một gia đình có kinh tế tương đối khó khăn. Bố anh làm công nhân, còn mẹ bán hàng tại chợ ga. Khi anh lên 5 tuổi, cả gia đình chuyển lên thành phố Vinh làm ăn và sinh sống. Phần lớn tuổi thơ của Quế Ngọc Hải và anh trai Quế Ngọc Mạnh gắn liền với niềm vui xung quanh với trái bóng tròn. Bước ngoặt tới khi câu lạc bộ Sông Nam Nghệ An tuyển sinh cầu thủ bóng đá ở trường của Hải đang theo học. Khi đó, hai anh em Hải rủ nhau thi cho vui, ai ngờ cả hai đều đậu. Gia đình anh biết được tin nên đồng ý cho cả hai anh em chuyển hẳn vào sống trong lò đào tạo của Sông Lam Nghệ An để theo đuổi con đường bóng đá chuyên nghiệp từ khi anh mới 5 tuổi. Quế Ngọc Hải là sản phẩm trưởng thành của lò đào tạo Sông Lam Nghệ An. Vì chấn thương mà anh trai của Hải đã phải bỏ lỡ dở dang ước mơ với trái bóng tròn. Tuy nhiên, sự nghiệp của Hải lại thuận lợi hơn. Anh quyết tâm thi đấu cho cả phần của anh trai của mình, xuyên suốt quãng thời gian khoác áo cho đội bóng quê hương. Quế Ngọc Hải luôn chứng minh được vai trò và tầm quan trọng của mình khi chơi ở vị trí hậu vệ. Anh đóng góp thành công không nhỏ trong chức vô địch cúp quốc gia năm 2017 ở Sông Lam Nghệ An. Đến tháng 12 năm 2018, Quế Ngọc Hải chính thức đầu quân sang cho câu lạc bộ Viettel. Tổng cộng trước khi rời đi, anh đã có quãng thời gian cống hiến 6 năm vinh quang, tuổi có hờn có dành cho Sông Lam Nghệ An. Tháng 12 năm 2018, Quế Ngọc Hải về khoác áo câu lạc bộ Viettel với thời hạn 3 năm để có được cái gật đầu của tân đội trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đội bóng nhà giàu phía Bắc chấp nhận chi trả 3 tỷ đồng mỗi năm cho anh. Tuy nhiên, phong độ thi đấu của anh khiến đội bóng chủ quản chưa thực sự hài lòng trong thời gian vừa qua. Nhưng bằng với sự nỗ lực cố gắng tập luyện của anh đã dần lấy lại niềm tin từ câu lạc bộ chủ quản. Sau đó, anh cùng câu lạc bộ Viettel chính thức lên ngôi vô địch V-League mùa giải năm 2020. Chính thức chấm dứt kỷ nguyên thống trị 2 năm liên tiếp của câu lạc bộ Hà Nội. Đẹp trai, đá bóng giỏi và có nhiều fan nữ thổ lộ tình cảm. Nhưng Quế Ngọc Hải khép cửa trái tim cách đây hơn 4 năm bằng chuyện tình bí mật đẹp hơn phim với hoa khôi Đại học Vinh. Cô tên là Dương Thị Thùy Phương, sinh năm 1995, là hoa khôi của Đại học Vinh. Cô sinh ra ở Nghệ An và đã tốt nghiệp trường Đại học Vinh. Sau khi kết hôn, Thùy Phương ở nhà chăm sóc gia đình và buôn bán hàng online. Mối tình của Quế Ngọc Hải và Thùy Phương đến từ chuyện một người bạn rủ đi xem cuộc thi hoa khôi của trường Đại học Vinh. Hồi đó, Ngọc Hải hay có thói quen lượn trước cổng trường đại học này. Tại cuộc thi, Ngọc Hải đã trúng tiếng sét ái tình khi ngây ngất trước nhan sắc của Thùy Phương. Quế Ngọc Hải phải mất gần 2 năm để có thể cưa đổ được Thùy Phương. Một trong những bài quan trọng để Ngọc Hải chinh phục tình yêu đó là nấu cháo tin nhắn liên tục với Thùy Phương cùng những lần hẹn hò để chứng minh cho tình cảm chân thật của mình. Đến thời điểm đá AFF Cup năm 2014, Quế Ngọc Hải mới chính thức được làm bạn trai của Thùy Phương. Một câu chuyện tình đẹp bắt đầu giữa Ngọc Hải và Thùy Phương. Những ai biết chuyện tình của Ngọc Hải và Thùy Phương đều cảm nhận được sự lãng mạn trong tình yêu. Ngọc Hải trên sân đầy mạnh mẽ nhưng đậm chất ngôn tình ở ngoài đời. Với sự quan tâm dành cho người yêu từ những điều nhỏ nhắn nhất, Ngọc Hải thích tự tay làm mọi thứ và muốn người yêu cảm nhận được sự chân tình ấy. Tất cả khiến cho chuyện tình của Ngọc Hải và Thùy Phương luôn ấm áp cũng như tràn ngập hạnh phúc. Và điều gì đến cũng đã đến. Ngọc Hải đã cầu hôn Thùy Phương và làm đám cưới vào đầu năm 2018. Gần 2 năm cưới nhau, Quế Ngọc Hải và Thùy Phương đã có một cô con gái tên ở nhà gọi là Sunny. Đôi trai tài gái sắc của bóng đá Việt Nam đã sống rất hạnh phúc bên nhau. Lời hứa của Quế Ngọc Hải và Thùy Phương là không chỉ đá bóng giỏi, còn phải chăm chỉ làm việc nhà mỗi khi có thời gian về thăm nhà. Quế Ngọc Hải chia sẻ, tôi nghĩ không nấu ăn được thì phải biết phụ việc nhà như rửa chén bát và làm các việc khác. Tôi quan niệm phải biết san sẻ trách nhiệm với vợ, vì cô ấy lấy tôi đã phải chịu thiệt thòi khi tôi thường xuyên vắng nhà để đi đá bóng. Làm vợ người nổi tiếng, vây quanh anh luôn có nhiều cô gái hâm mộ. Nhưng Thùy Phương thừa nhận cô không biết ghen tuông. Bất cứ khoảnh khắc chồng tỏa sáng hay thất bại, Thùy Phương đều âm thầm đứng sau để khích lệ và động viên anh. Vâng, thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn xem video thấy hay thì hãy đăng ký kênh, like, chia sẻ kênh nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.